Thế tỏ chân ngầm hạt đi nhầm phô lê cô chả đá cho ok chân xe nâng nông thay thói bà nà về chỉ internal script nè dân nhầm chùm này nà ạ à, toán xùa hay tự tèo vinh trong cái programming bà cái dương tự xây dịch máy xung đáy ở dưới phần này và chúa mấy tầm mạch cứ bằng cá và ra bó chúng muốn pì mỗi chúng muốn ID mỗi chúng muốn nền bữa ở trong tự xây dẫn dương qua pì đoàn kia mà bạn đọc ra bó miễn pì mỗi chúng muốn ID mỗi chúng muốn nền xây dịch ra bó mình cái pi cái dân đang riêng với đấy chúng ta mê đi đi có là lắc là một thay đấy khó lắm mình khó ta đạn nó đánh mình lứ to khi là nó vô và bỏ lực này sẽ cái và ra bỏ đến shop đến cái chi ấy x mà pram anh nhát đó và ra bó ban đá chi anh nhát có chia mua muối đá ra xa tầm này tốt bắn đỏ giòn ôi từ hóa thì biết nhưng mà ai đi mà gì mà lấy cốt xôn xôn mùi nèm đi mà mua nhầm trước mà đi tha bên đây dương là lớn đứa có dương đọc chúng mình ra ID ra name thế đó nhóm hay mà vô mà làm hát nó ở mó ở vô ta mà thiết vi sai bạn bài gì ô oh, Thomas script này đừng Thomas script script bật script mà này chẳng nhóm đọc chúng mình dot rai mà rai ấy rai ID mà chênh mà ID document dot write write ấy write atom liên hai mình chụp toát oh sorry script mùi ní đa là nếu không nóng mà xe chứ nè nhưng phở bị o bói thì mà vẫn bàn vía chọn mẹn tèn anh thì mà vía ọt khó vào dân mới tiết cứ document dot write name chính như ran nó chính ấy thấy nhé chính nằm lấy màu biết thả ID biết thả name còn là store tầng này đỏ son na muối đá dương đã ỏi hay dương còn là document drive bằng những output vi chân máu output nó mà là bằng hai viên đấy nhưng phở biết input output tương tự hai viên chân máu chẳng viên nó bỏ đồng lại là vì miếng trên mặt cầu vì mình trên bị ID đi rồi có bị nền gì đấy còn đá bây giờ đặt mình đó ôm chứ mình là mệt đặt mình đó ôm chứ viên đang trên bị ID bị nền là sao à so từ lại na oi từ nước nông mình giờ đó được đặt bậc phốt rồi sẽ với trên nắng thế chẳng cần tôi giật màu vĩnh toán cái này ra bồ này chia nhạt ra xa tầm này tục đỏ sòn tổng mất những ai ấy những ai ID smart nắng prom và bật một chỗ miễn biệt thái đi bị máu hay là miễn biệt thái xôn xôn mùi bất bình sẽ cái prom nâng chia function được gọi chia bị bình chia muối nó bây giờ hai tới vì chân thì pop up input box còn đấy cho nên ID đi chia là bé là bà hai cả thà
ប្រអប់ដែលវាយបញ្ចូលនឹងជា ID ចំណែក001នេះគេហៅជាតម្លៃមានស្រាប់នៅក្នុងប្រអប់ញ៉ឹងរ៉ានមកអត់ដែរព្រមទីខុសហើយជប់ជប់អានោះទៅជិះទៅលោត pop up មកមុនណាcontrol z là អស់លីងហើយនេះឃើញអញ្ចឹងព្រមបើកបើកមួយកញ្ចក់អាទី1នេះជា label ឬក៏ជា title របស់វាអាទី2ជាតម្លៃក្នុងនេះបើយកចង់ដាក់ទេលុបចោលទៅដាក់តែប៉ុណ្ណេះបានហើយចំណា parameter ទី1នេះគឺជាអីគឺជា label សម្រាប់បង្ហាញអាទី2នេះជាតម្លៃមានស្រាប់បើយកចង់ដាក់ប៉ុន្តែត្រូវបើក quote 2បិទចោលចេះបានថាអត់មានទាំងអស់ណា save ឃើញអត់មានអស់យើងវាយចូលអញ្ចឹងពេលយើងវាយចូលវានឹងរក្សាតម្លៃនឹងទុកនៅក្នុង variable id ស្អីគេទៀតបន្ទាប់មកមាន name name ស្មើមកស្មើព្រមដែរname ពៀមកខ្ញុំអត់ខ្ញុំដាក់ទៅទេបានថាអត់មានតម្លៃស្រាប់ទេយើងត្រូវវាយចូលបន្ទាប់មកបានយើងធ្វើម៉េច document.write ដាក់មកដាក់អីខ្លះ id ចុច2យមកណាស្អីទៀតតជាមួយនឹង id តជាមួយនឹងចុះបន្ទាត់មក document.write មួយទៀតមកទី2 name ចុច2មកតជាមួយនឹង name តជាមួយនឹងបាត់ចុះបន្ទាត់ឯជួរទី2ហើយអស់ហើយចង់ដាក់វានៅក្នុង x1 ឲ្យចេញធំធំធ្វើម៉េចខ្ជិលខ្ញុំខ្ជិលតខ្ញុំសេថ្មីមួយទៀតមក .write ដាក់ x1 ដល់វានឹងមកបិទតើអានេះបិទ x1 វិញមកសើមកចង់វាយមកលេខប៉ុន្មាន1001អូខេឈ្មោះយើងអូខេមកចេញមកមានឆ្លោះប៉ុណ្ណឹងអ្វីសំខាន់កន្លែងហ្នឹងគឺ function ឈ្មោះ prompfunction ឈ្មោះ prompt នេះសម្រាប់ហៅ input box ឲ្យយើងបញ្ចូលតន្ត្រីណាមាន2អា block ក្នុងនេះគេហៅថា2 parameter parameter ជាតម្លៃដាក់ឲ្យវាសម្រាប់ឲ្យត្រូវគ្នាជាមួយនឹង function